bà con và các bạn thân mến, bản tin giao thông vận tải An Giang cuối tuần thứ 17 của năm 2020 có những nội dung như sau. Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo số 100 về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hướng dẫn các điều kiện y tế về phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang thông báo từ ngày 29 tháng 4 năm 2020, vận tải hành khách nội tỉnh như xe bus, xe khách tuyến cố định được hoạt động 100% số chuyến theo biểu đồ xe chạy đã được phê duyệt. Vận tải hành khách liên tỉnh, xe tuyến cố định được hoạt động 100% số chuyến theo biểu đồ xe chạy đã được phê duyệt đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Và tối đa đến 50% số chuyến theo biểu đồ xe chạy đã được phê duyệt đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ. Xe hợp đồng, xe du lịch được hoạt động bình thường trở lại theo quy định. Trong quá trình vận chuyển hành khách trên các phương tiện giao thông, phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo về phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau. Sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện, cách nhau một ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1 mét. Trang bị dung dịch rửa tay có ít nhất là 60% nồng độ cồn. Dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách. Người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách đi trên phương tiện phải luôn đeo khẩu trang đúng cách. Hành khách trước khi lên phương tiện phải khai báo y tế điện tử bắt buộc và chỉ khai báo y tế giấy khi không thực hiện được khai báo y tế điện tử. Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. Hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi, không khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện. Thực hiện khử khuẩn các bề mặt của phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Tuyệt đối từ chối vận chuyển hành khách không đeo khẩu trang, không giữ đúng khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định. Khi vận chuyển hành khách, nếu người điều khiển phương tiện và hành khách có biểu hiện bất thường như là sốt, ho, khó thở, phải kịp thời thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị. Tại văn bản số 3932 ngày 24 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông như không lái xe khi đã uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy, không lái xe vượt quá tốc độ, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đóng đò, đường ngang, đường sắt. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Kiểm tra, giải tỏa các điểm có nguy cơ, ùn tắc giao thông và tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm. Xây dựng phương án ứng trực cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi xảy ra tai nạn. Tiếp tục theo dõi các biểu hiện của dịch COVID-19 để có các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng trong dịp lễ. Yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo, đường dốc, tại các đường ngang, đường sắt, đường thủy nội địa, đặc biệt thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cảng hàng không, nhà ga, bến xe và các điểm du lịch, lễ hội lớn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Phối hợp với Sở Y tế, đề xuất và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố xem xét quyết định đối với trường hợp vận chuyển hành khách liên tỉnh đã hết thời gian cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cầu di chuyển,
có phương án tổ chức vận tải hành khách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để quản lý hoạt động phương tiện về tốc độ, hành trình, hoạt động, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe, thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý vi phạm theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn hôm ngày 22 tháng 4 năm 2020 yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục như hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải an toàn và phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người điều khiển và hành khách khi tham gia giao thông trên các phương tiện vận tải hành khách như xe bus, xe taxi, xe chở khách, tàu hỏa, tàu bay và tàu thủy. Cụ thể, thông báo và yêu cầu cho các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hướng dẫn các điều kiện y tế phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông như trang bị dung dịch rửa tay có ít nhất là 60% nồng độ cồn, dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách. Yêu cầu tất cả các người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ và hành khách đi trên phương tiện phải luôn đeo khẩu trang đúng cách. Yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện phải khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế giấy, kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay. Sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện vận tải hành khách. Cách một ghế không quá 50% số ghế áp dụng đối với đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa hoặc đảm bảo cách nhau tối thiểu là 1 mét. Riêng nhóm hành khách sống trong cùng một gia đình thì có thể không phải thực hiện giãn cách. Hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi, không khạc nhổ bừa bãi, khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện. Thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Trong quá trình di chuyển, cần khử khuẩn thường xuyên, tùy tình hình thực tế. Trong quá trình di chuyển, nếu hành khách có biểu hiện như sốt, ho, khó thở thì cần phải thông báo ngay với tiếp viên hoặc nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện thoại cho đường dây nóng Sở Y tế hoặc Bộ Y tế, số điện thoại là 1900 3228 hoặc 1900 9095 và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Bản tin giao thông vận tải An Giang của tuần thứ 17 đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại bà con và các bạn trong bản tin giao thông vận tải phần tiếp theo.